Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nhận định các biện pháp an toàn giao thông chưa hiệu quả. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu kiểm tra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng từ đầu năm đến nay và lái xe trong các vụ tai nạn giao thông do trung tâm nào đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Kiểm tra tước giấy phép trung tâm đào tạo sát hạch nào có nhiều vi phạm. Kiểm tra xem xe gây tai nạn giao thông đăng kiểm ở đâu, do trung tâm nào đăng kiểm. Kiểm tra toàn bộ quy trình đăng kiểm, xem có liên quan đến yếu tố kỹ thuật không. Đồng thời tiến hành rút giấy phép kinh doanh với doanh nghiệp nhiều vi phạm, yêu cầu dừng hoạt động vĩnh viễn các trung tâm đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe không đủ điều kiện. Trước đó, ý kiến này đã được đưa ra trong dự thảo xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nhưng đã bị Hiệp hội Vận tải Hà Nội phản đối. Phó chủ tịch chuyên trách của cơ quan cao nhất về an toàn giao thông là Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ông Nguyễn Hoàng Hiệp nêu lên quan điểm đồng tình với việc tịch thu vĩnh viễn giấy phép lái xe của tài xế gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.